Chào các bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần project chúng ta vừa xem. Đầu tiên chúng ta cũng sẽ tạo folder. Chúng ta sẽ tạo một folder tên là ảnh này. Chúng ta sẽ tạo tiếp một folder tên là comment. Rồi. Sau khi chúng ta làm xong này thì chúng ta sẽ load những cái ảnh vào đây, ví dụ chúng ta có ảnh đây, chúng ta cứ cho tất cả vào đi. Đấy, sau khi mà chúng ta đưa được ảnh vào như này rồi thì chúng ta thả hết vào trong một cái folder như này, và các bạn nhớ cho tôi ảnh thì chúng ta vào Photoshop và chúng ta sửa tất cả bằng nhau nhé, và hình vuông bằng nhau, và đây tôi sửa sẵn rồi. Nếu như trong trường hợp mà các bạn muốn thực hành bằng ảnh khác thì chúng ta phải sửa, còn nếu các bạn lấy sẵn cái ảnh mà tôi add ở trong cái phần mô tả sẽ có cái link những cái ảnh này thì các bạn sẽ lấy nguyên được ảnh này và không cần phải chỉnh sửa gì thêm. Đấy, nếu mà tùy các bạn, nếu các bạn muốn tự làm ảnh của riêng mình thì chúng ta tìm những ảnh khác nhé. Đấy, thì đây tất cả những ảnh tôi đã sửa hình vuông và đều kích thước là đều là 2000 pixel rồi. Đấy. Sau khi chúng ta làm xong này rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ tạo cho tôi một cái con. Thì ở đây tôi chỉ làm cổ HD thôi cho nó nhẹ nhé. Đấy thì đây chính là con của HD ạ. Và tôi lấy một cái video vào. Chúng ta chèn một cái video ở giữa nhìn cho nó sinh động. Này, ví dụ tôi cho video này chẳng hạn. Thì video này tôi cũng sẽ thả vào trong một cái con và tôi sẽ đánh kích thước cho nó. Thì ở đây tôi muốn là nó là hai cái hình của chúng ta sẽ nằm ở trong hai hình vuông, để tí nữa sẽ các hình vuông kia xếp vào thì nó mới khớp. Đấy, thì để nằm trong hai hình vuông thì ở đây các bạn sẽ phải đánh một cái kích thước làm sao để cho nó thành hai hình vuông. Đấy, ví dụ ở đây trên là 2000, dưới là 1000 chẳng hạn đó, hoặc là trên là 1800, 1800 này, dưới là 900. Đó, như thế thì đây, cái khuôn này bây giờ chắc chắn nó là hai hình vuông rồi. Tuy nhiên là nó sẽ bị cắt bớt đi, nhưng mà kệ nó không ảnh hưởng gì cả. Đấy, sau khi chúng ta làm sau thằng này thì chúng ta có thể đặt tên cho nó là video chẳng hạn. Đấy, video thì chúng ta cái video này chúng ta sẽ thả vào trong comp 2 này, và cái video này thì chúng ta sẽ cất vào đây. Đó, chúng ta cất tạm vào đây. Đây, chúng ta vào chức năng scale để chúng ta scale cho nó vừa phải. Đây, nó tầm này là đẹp nó. Ok, đây cái quá này tí nó scale nhỏ đi nó vừa. Và cái video này giờ nó rất là ngắn, chúng ta phải cho nó dài ra, đúng không? Dài ra thì chúng ta nhá, làm như sau. Đây là cái thao tác để tua nhanh tua chậm video đấy. Các bạn chuột phải và các bạn vào timeline, chúng ta vào thằng enable timeline remapping này. Đấy, chúng ta vào đây. Chúng ta sẽ có một cái thao tác là thao tác key. Đấy, các bạn muốn cái đoạn đầu tiên nó chạy trong khoảng bao nhiêu lâu thì chúng ta ví dụ đầu tiên nó chạy khoảng 4 giây thì chúng ta sẽ key, ở đây là key không thông số đấy ạ. Đấy, và chúng ta sẽ kéo cái điểm này, chúng ta muốn giãn dài cái khoảng bao nhiêu thì chúng ta kéo ra. Nếu bình thường mà chúng ta muốn nó giãn bình thường thì các bạn không phải key, bởi vì nó có sẵn hai điểm key rồi. Nhưng đây là tôi muốn cái đoạn đầu nó chạy bình thường, đoạn đầu nó video nó chạy bình thường, sau đó thì cái đoạn này tí nó sẽ thu nhỏ đi mà, thế đâm ra nó sẽ không nhìn thấy nhiều những cái chuyển động này nữa, thì cái đoạn này tôi muốn giãn, còn đoạn này sóng nước sẽ là sóng nước bình thường. Ok chưa? Đấy thì chúng ta đã làm cho cái video này nó giãn ra rồi.
Đấy. À, đây là một cái video ở trong com đây tôi sẽ đặt nó là com 1 nhé, là com 1 cho nó dễ. Chúng ta bắt đầu đi từ com 1 và bây giờ đến nó cho nó chạy bình thường, cho nó preview cái sóng này đến 2 giây chẳng hạn, thì bắt đầu chúng ta sẽ thu nhỏ nó vào scale này. Đó. Và đến giây thứ 4 thì chúng ta sẽ cho nó thu nhỏ trong vòng 2 giây thì nó sẽ thu nhỏ vừa cái phạm vi chúng ta muốn, là chúng ta sẽ thu nhỏ vào. Đấy, thì các bạn thu nhỏ ở mấy khoảng mà cái khoảng chiều cao này này nó sẽ bằng cái chiều cao của thằng này, có nghĩa chúng ta tí chúng ta sẽ đặt được một cái ảnh vào đây. Đó. Đấy, thế này là vừa rồi. Đấy, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ đưa những cái ảnh vào, ví dụ tôi có một cái ảnh đây chẳng hạn, cái ảnh là hình vuông đó, thì chúng ta sẽ đưa nó vào đây, tôi đưa nó lên trên như này. Đấy. Và các bạn cũng sẽ thu nhỏ nó vào, thu nhỏ nó vào đây. Các bạn thu nhỏ thì các bạn nhớ là cho nó vừa với thằng này nhé. À, thì để muốn nó vừa được thì các bạn giữ shift chọn nó và chúng ta sẽ căn này xem nó vừa chưa. Đấy, như thế này là vừa rồi đúng không ạ? Ok, sau khi nó vừa rồi thì đấy, chúng ta giống như này đấy, và chúng ta đưa lên trên đây, chúng ta đặt cho nó sát mép nhau như này. Đó. Sau đó sau khi các bạn xong được thằng này thì đây, cái này kệ cho nó cắt lên trên này một tí không có sao cả, chúng ta Ctrl D đi, chúng ta nhân thằng thành hai như này. Đấy. Các bạn để cho gần tới chúng ta giữ shift với thằng này và chúng ta lại căn ở đây. Đấy, thì như thế thì nó rất là khớp. Tiếp tục như thế chẳng hạn. Đấy, ví dụ cái con đầu tiên nó sẽ có những cái ảnh như thế này chẳng hạn, thì các bạn bắt đầu thay ảnh. Đấy, cách thay ảnh thì rất là đơn giản, ví dụ đây chúng ta có 1 2 3 4 5 6 7, có 7 cái ảnh tất cả đúng không ạ, thì chúng ta chỉ cần thay 6 cái thôi, không thay giữ nguyên. Và cái 10 này thì không thay, chúng ta bắt đầu thay từ cái 11 này nhé. Đây, các bạn chọn cái ảnh muốn thay này, các bạn giữ phím An, các bạn kéo, các bạn thả như này. Đó. Thì nó sẽ thay được bằng cái ảnh khác rất là nhanh như này. Ok chưa? Thì chúng ta đỡ phải kéo kích thước nhiều, và chúng ta chỉ cần làm lên một cái thôi thì tất cả các khác thì thay nó sẽ rất là nhanh như vậy. Ừ. Để sau khi chúng ta làm xong như thế này rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ làm scale. Các bạn chọn tất cả các cái layer này, các bạn gọi chức năng scale ra, hay chúng ta nhấn vào đồng hồ chúng ta ghi tất cả. Ok chưa? Rồi, chúng ta lại gọi chức năng position ra, chúng ta cũng ghi position. Đấy, chúng ta ghi tất cả. Ở đây là gì, là chúng ta ghi cái điểm cuối, cái điểm cuối chốt là nó sẽ thu nhỏ như thế này đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ kéo ra điểm đầu đây. Điểm đầu nó điểm 2 giây. Thì cái ảnh cái con đầu tiên nó đã phóng rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ việc làm với những cái layer ảnh vừa thay thôi. Đấy, còn các cái đấy. Đấy. Còn cái layer video đầu tiên thì nó chúng ta đã scale nó rồi. Bây giờ với thằng này thì chúng ta sẽ vào chức năng scale, chúng ta scale nó to ra. Ừ. To bao nhiêu thì đấy là tùy chúng ta thôi. Đấy, và các bạn vào chức năng position của nó.
position, chúng ta bê nó ra. Thằng nào ở vị trí nào thì bê theo đúng hướng của vị trí đấy. Ok. Đấy, sau khi chúng ta làm xong đây. Đấy, nhưng mà đây thì chúng ta nên chọn chế độ hiển thị thấp nhất này để cho nó nhẹ thì chúng ta preview nó mới không bị giật. Đấy. Rồi, nhưng bây giờ nó rất là cứng đúng không? Bây giờ làm như thế nào? Chúng ta sẽ phải có một cái thao tác gọi là thao tác vuốt key để chúng ta sẽ chọn tất cả các điểm. Nhưng ở đây thì nó sẽ có hai chế độ, chúng ta chọn tất cả đây. Đây, nó sẽ có cả position và scale này, chúng ta chọn tất cả các tính năng của nó. Và chúng ta sẽ vuốt key. Đấy, chúng ta sẽ vào easy in này, chọn tất cả các tính năng và chúng ta vào out này, và các cái điểm cuối này chúng ta sẽ vuốt nâng cao hơn nữa để cho nó tạo ra cái độ này, cái độ vuốt mềm này. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái chuyển động của nó sẽ khác nhé. Đấy, đến đoạn cuối nó sẽ chậm đi một chút đúng không? Đấy, nó chậm đi. Nhưng tất cả cùng rơi này thì xấu đúng không? Bây giờ thì chúng ta đây, chúng ta chỉ việc đấy, kéo các cái layer này này. Đấy, nó dịch ra đằng sau. Đấy, nó dịch ra đằng sau như này. Chúng ta để cho nó không đồng đều nha. Để nó không đồng đều như này. Đấy, ok chạ. Đấy thì bây giờ cái ảnh này nó thu nhỏ vào thì tất cả các kia bắt đầu nó cũng rơi theo. Cái ảnh này. Đấy, chúng ta xem nó đây. Ok, cái này ra hơi xa quá, chúng ta cho nó gần vào thì này. Đấy thì chúng ta đã xong được cái chuyển động đầu tiên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ sang một cái chuyển động tiếp theo. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một form tiếp theo này. Kích thước thì chúng ta cũng cho kích thước là khổ HD nhé. Đấy, các bạn nếu mà máy tốt thì chúng ta có thể làm Full HD. Đây tôi làm để biểu diễn là chính, vì vậy tôi sẽ chọn nó là khổ HD thôi cho nó nhẹ. Đấy, chúng ta sẽ vất cái com 1 vào com 2 và com 1 chúng ta vất vào com đây rồi chúng ta cất nó đi nhé. Đấy, đương nhiên là không thể xóa rồi, nó cũng xóa thì nó mất. Đấy thì vừa xong là chúng ta chạy đến đây. Nó chạy đến giây thứ 5 là xong, nhưng tôi sẽ bắt đầu từ giây thứ 4 thì nó sẽ là cảnh tiếp theo để nó có một cái đoạn giao nhau giữa cái chuyển động. Thì cái thằng này chúng ta cũng lại tiếp tục gọi scale ra. Chúng ta scale ở cái khoảng 4 giây để chúng ta chốt. Đó. Chúng ta chốt cái khoảng scale của nó. Và đến 6 giây chúng ta sẽ lại tiếp tục thu nhỏ nó vào. Đấy. Các bạn thu nhỏ để làm sao để cho cái đoạn này này nó sẽ có một cái ảnh tiếp tục đặt thêm vào đấy, thì chúng ta phải thu nhỏ ở cái khoảng để cho nó vừa. Tất nhiên ở đây này các bạn nhìn cái com 1 thì cái ảnh nó đang bị cắt như này, thì sang com đây thì nó sẽ bị trong suốt đoạn đấy, chính vì vậy là chúng ta phải bù cho nó. Đấy, thì chúng ta sang com 1 chúng ta bắt đầu Ctrl K chúng ta sửa nó đi. Đấy, sửa cho nó to ra nha. Chúng ta sửa cho to để nó hiển thị được hết tất cả các cái đối tượng này. Đấy, nó sẽ không bị mất đi. Tuy nhiên chúng ta làm xong rồi chúng ta mới sửa, chứ còn nếu mà chúng ngay từ đầu mà chúng ta ấy thì không biết cái khung hình như thế nào mà làm đúng không?
Đấy, khi mà làm xong rồi vớt nó vào com2 rồi bắt đầu chúng ta mới sửa như thế này. Đấy. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ biết được khoảng chiều này. Ok. Đó. Đấy là chúng ta xong được cái đây. Đấy. Ok, xong chuyển động. Vậy tiếp tục chúng ta lại đưa các cái ảnh vào. Đấy thì cái thằng trước nó có từng đấy ảnh, tất nhiên là khi vào đến chuyển động này thì nó sẽ phải nhiều hơn bởi vì nó có cái diện tích không gian khá là lớn. Chính vì vậy là chúng ta lại tiếp tục chúng ta vào ảnh và chúng ta lấy một cái ảnh. Này, chúng ta bắt đầu lấy cái tình hình này đi. Đấy, và các bạn lại thu nhỏ nó vào. Chúng ta chuyển chế độ hiển thị sang full này để cho nó chất lượng nó tốt. Để chúng ta kéo cho nó chuẩn. Đó. Đấy, sau khi kéo xong rồi thì các bạn reset. Đây. Chúng ta sẽ xếp vào các cái này. Ok. Đấy, các bạn xếp như thế. Đấy, và tương tự như cái thằng vừa xong, chúng ta sẽ Ctrl D lên. Đấy, và chúng ta sẽ xếp những cái ảnh tiếp theo. Ok, đấy sau khi chúng ta xếp xong như này rồi chẳng hạn thì các bạn bắt đầu lại công tác thay ảnh. À, chúng ta bước lại một cái. Đấy. Đấy, sau khi mà chúng ta thay xong ảnh này thì các bạn tiếp tục làm chuyển động cho tôi. Đấy. Đấy thì cái chuyển động của cái ảnh này thì nó chính là cái mốc để chúng ta chốt luôn chuyển động scale position. Đấy, chúng ta chuyển động chốt chuyển động của hai thằng này và chúng ta sẽ quay về khoảng 4 giây đúng không? Khoảng 4 giây. Đấy. Đấy, scale thì chúng ta đấy, chúng ta bỏ cái layer cuối đi nhé. Đó. Scale chúng ta cho nó scale cho nó to lên một chút như này. Và chúng ta chọn position. Và position thì bây giờ các bạn chỉ cần bê nó ra thôi. Rồi, sau khi xong này chúng ta sẽ lại bút ký. Này chúng ta lại tiếp tục bút ký.
chúng ta đang khóa nó rồi, nên ra chúng ta không chọn được nữa. Đấy, chúng ta vuốt này cho nó mềm đi, được chưa? Rồi, đấy, sau khi mà các bạn vuốt xong như này rồi, đấy thì các bạn sẽ cho chuyển động từ, đúng không? Ta sẽ cho chất lượng nó thấp rồi. Đấy, thì cũng như vừa xong là nó đang chuyển động cùng nhau, đấy, nó cùng nhau thì chắc chắn nó không đẹp, đúng không? Thế chúng ta sẽ cho nó chuyển động. Đây. 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 Về phương pháp này thì chúng ta chỉnh nó rất là dễ dàng thôi, chứ nó cũng không có khó khăn gì cả. Đúng. Nên chúng ta sẽ preview lại. Ok, đấy ạ. Chúng ta đã xong được cái com 2 rồi. Về tiếp tục chúng ta làm thêm một com nữa là com 3. Đấy, vì chúng ta làm 3 com xong nó sẽ biến sang cái mặt chẳng hạn, thì chúng ta sẽ làm thêm một com nữa cho nó nhiều chuyển động, đúng không? Đây. Đấy, thì tiếp theo các bạn sẽ tạo cho tôi com 3 này. Ok, com 3 thì lại tương tự thế, bắt com 2 vào. Bây giờ chúng ta review xem thử. Rồi, thì chúng ta đã xong được cái đoạn thu nhỏ chuyển cảnh đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp tục cái đoạn mà chúng ta sẽ làm cho những ảnh nhấp nháy và nó sẽ biến thành cái mặt. Đó. Ok. Sau khi chúng ta làm xong cái com 3, bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần nhấp nháy. Cái phần nhấp nháy thì chúng ta sẽ tạo ra một com 4 để chúng ta vớt cái com 3 vào. Ok. Đấy, chúng ta vớt com 3 vào. Đấy, và đấy. Thì cái com 3 nó sẽ hơi hụt ở đây một tí, thì chúng ta sẽ vào chức năng scale và chúng ta sẽ scale nó lên 105 này, 105. Đấy, chúng ta scale để cho nó mất cái viền đi là được. Thì đấy là chúng ta xong được cái chuyển động ảnh. Và sang phần nhấp nháy là các bạn tạo cho tôi một cái com mới. Đó. Chúng ta tạo com mới, chúng ta đặt là nhấp nháy đi ạ.
Và cái nhấp nháy này chúng ta sẽ vớt con 4 vào, bởi vì cái con 4 này là con chốt cuối cùng của chuyển động hình. Đây, chúng ta sẽ để khoảng thời gian đến cái khoảng thời gian mà cái ảnh nó dừng lại như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ đưa cho tôi một cái ảnh vào, đưa một cái ảnh vuông vào. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ thu nhỏ nó. Các bạn thu nhỏ cho nó bằng cái ảnh này. Thế sau khi các bạn thu nhỏ bằng này xong thì chúng ta sẽ xếp nó vào các cái vị trí này. Đấy. Và các bạn cũng tương tự như thế, chúng ta làm lệnh Ctrl D để nhân nó lên. À, chúng ta dùng lệnh Ctrl D nhé. Sau khi chúng ta xếp xong cái này rồi thì các bạn sẽ tiếp theo làm cái khâu thay ảnh cho nó khác nhau. Ok chưa? Là chúng ta xong được cái khâu thay ảnh cho tất cả những ảnh nhấp nháy của chúng ta. Đây chúng ta có thể xóa cái con 4 này đi được rồi. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái con tên là nhấp nháy đấy ạ. Thì các bạn sẽ nhân cái con này lên khoảng tầm ba cái con nhấp nháy là vừa nha. Chúng ta sẽ nhân lên và kích đúp vào cái mở con nhấp nháy hai này ra và chúng ta lại tiếp tục cái câu thay ảnh để cho nó khác nhau. Sau khi mà chúng ta xong được ba cái nhấp nháy như này rồi thì các bạn sẽ tạo cho tôi đây, chỉ cần nhấc nó vào trong con 4 là được rồi. Đấy. Nhấc vào trong con 4 thì chúng ta sẽ cắt ngắn nó đi, nó chỉ tồn tại trong vòng đấy, chúng ta chỉ cho nó trong vòng nửa giây thôi. Đó. Chúng ta cắt hết nó đi này. Đấy. Đấy, sau khi chúng ta cắt như này rồi thì chúng ta kéo nó ra khoảng chúng ta cần đặt đấy, chúng ta cần đặt ở cái khoảng khi mà nó vừa chuyển động xong như này 12 giây rồi chúng ta sẽ đặt nó vào đây. Thể xếp cho nó thành hàng ra như này. Đấy, các bạn đây thằng cây quên chúng ta vào đây. Ok, này chúng ta sẽ xếp cho tôi thành hàng ra như này. Đấy, chạy thử nó sẽ thấy nó nhấp nháy như này. Ok chưa? Đấy.
chúng ta có thể cho nó ngắn bớt đi thêm một chút nữa. Đấy, sau khi các bạn làm xong ba cái nhấp nháy này rồi thì chúng ta sẽ phải copy thêm nhiều ra nữa để cho nó nhìn nó sinh động hơn. Ví dụ chúng ta cho nó ra đây, cái thằng này. Đấy, nhưng cái thằng này thì chúng ta lại đặt nó xô lệch đi chứ không phải là chúng ta kéo chuột ra đây chúng ta sẽ nhìn thấy nó ở đâu. Rồi đấy, chúng ta có thể đặt nó xô lệch đi như thế này. Đó. Tiếp theo đến thằng này chúng ta cũng lại căn chân D lên. Đấy, chúng ta đặt nó xô lệch đi. Và bây giờ chúng ta lại tiếp theo chọn tất cả, chúng ta lại căn chân D lên. Đấy, chúng ta đặt ra như này. Rồi bây giờ thì chúng ta nhớ hiện cho tôi các cái layer vừa xong, chúng ta một số cái layer ẩn đi. Đấy, sau khi chúng ta hiện lên xong, bây giờ chúng ta sẽ preview xem thử xem cái độ nhấp nháy nó được. Đấy, nó đã nhấp nháy được như này rồi. Đấy, bây giờ chúng ta chỉ cần tiếp theo chúng ta làm đoạn cuối cùng thôi ạ. Đây là chúng ta đang làm trên con 4 rồi. Giờ các bạn tiếp tục tạo cho tôi con 5 là con cuối đi. Con tổng thì ạ. Đấy, con tổng thì chúng ta sẽ vứt con 4 vào. Đấy thì đây chúng ta sẽ kiểm tra ở bên con 4 này. Cái đoạn nhấp nháy là từ dây thứ 13 này đến dây thứ 21. Đấy thì chúng ta sẽ có đoạn nhấp nháy này. Thì đấy, chúng ta sẽ xóa con 3 ở đây đi. Đấy thì coi như là cái đoạn nhấp nháy này nó đang ở trong con 4 rồi. Và chúng ta sang con tổng thì đương nhiên các bạn sẽ phải hạ con 3 vào con 4 này. Con 4 là nhấp nháy này. Đấy, còn con 3 là hình này. Đấy thì con 3 này chúng ta sẽ phải vào scale, chúng ta scale lên là 105. Đó. Đấy, thì nó sẽ to bằng cái con 4 vừa xong, bởi vì vừa xong ở cái file làm nhấp nháy chúng ta scale con 3 lên là 105. Đấy, các bạn phải nhớ thông số để chúng ta làm. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa một cái ảnh nền vào. Đấy, các bạn đưa ảnh lên. Đây thì ảnh lên. Đây tôi đưa cái ảnh này. Đấy, đưa cái ảnh này thì các bạn vào transform và chúng ta cho thu vừa con này. Đấy. Sau đó thì các bạn sẽ phải. Đấy, bởi vì ở đây nếu như này nó sẽ xuất hiện ảnh đây. Chính vì vậy là chúng ta sẽ tạo cho tôi một cái chuột phải vào phần trống nhé. Tạo một cái solid. Đấy, tạo một cái solid này. Solid là một cái nó giống như cái hình nền nhé. Đấy, chúng ta đặt ở phía dưới. Và chúng ta kéo cái chuyển động lên khoảng tầm 14 giây. Chúng ta sẽ cắt cái ảnh này đi. Ăn uống chạy. Chúng ta sẽ cắt cái ảnh này đi. Thì ở cái đoạn này nó sẽ hiển thị solid này. Đấy, khi nó chuyển động nó sẽ không có cái ảnh này ở đây, được chưa? Đấy, sau khi chúng ta làm đến đoạn này rồi thì chúng ta bắt đầu cái đoạn nhấp nháy là ở trong con 4 đây thì nó rơi vào từ dây thứ 13 đến dây 21 thì chúng ta sẽ cho nó mờ nhòe đi. Con 4 này từ dây 13 đây đúng không? Đến dây thứ 21 là đây. Đấy thì đến dây thứ 20 chúng ta key opacity nhé. Để cho nó đến dây thứ 21 là cho nó bằng 0. Đấy. Và cái thằng con 3 này thì chúng ta sẽ key nó ở dây thứ 19. Đấy. Cũng key opacity này. Đến dây thứ này. Quá hơn cái điều này một tí
thì chúng ta cũng cho nó bằng không. Đấy, thì đấy, các bạn sẽ nhìn đây. Như này, xong nhấp nháy và đến đây, nó sẽ mở dần này. Đấy. À, nó từ giây thứ 18 rồi, đấy, nó nhấp nháy. Xong ra đây nó mở dần và nó hiện dần cái ảnh kia lên. Ok chưa? Đấy. Rồi. Và cái ảnh này thì nó gam nâu nâu vàng như thế này. Đấy, chính vì vậy là chúng ta cũng cho cái nhấp nháy này nó chuyển dần sang gam nâu vàng. Các bạn Ctrl D một thằng nữa lên và chúng ta sẽ vào thằng effect và các bạn vào thằng color correction và chúng ta sẽ vào cho tôi thằng gray saturation. Đấy, thì vào đây thì các bạn kiểm vào color right này thì ảnh nó sẽ chuyển sang cái dạng nâu đỏ như thế này. Đấy thì các bạn sẽ ở đây chúng ta bắt đầu đây nó sẽ mở dần này, thì chúng ta sẽ mở opacity cho cái layer này. Đấy, các bạn xóa cái điểm ti cũ của nó đi và chúng ta sẽ opacity sẽ rõ nhất ở đây là 100 này và đằng trước này của nó thì chúng ta cho bằng 0. Đấy, và đằng sau này của nó thì chúng ta cũng cho bằng 0. Ok, đấy thì đấy, cái ảnh nó sẽ nâu đỏ dần như này. Ok chưa? Đó, đấy sau khi mà chúng ta làm xong như này rồi thì cái ảnh này chúng ta cũng không nên ở cái đoạn này chúng ta không nên để nó rõ quá, thì các bạn cũng khi opacity ví dụ như là ra đến cái khi mà cái này nó hiện lên thì chúng ta mới cho là 100 ở đây, còn trước trước đoạn này thì chúng ta cũng cho nó là 0. Đấy, để khi mà nó nhấp nháy nó cũng sẽ hiện dần lên. Đấy, nó cũng sẽ hiện dần lên chứ nó không phải là đấy, ok, bây giờ chúng ta sẽ xem thành quả từ đầu đến cuối ạ. Sau khi chúng ta làm xong này rồi thì các bạn là sẽ đưa sang với con để chúng ta ghép nhạc ạ. Và nếu chúng ta muốn chỉnh sửa tổng thể thì chúng ta sẽ chỉnh sửa tổng thể. Đấy. Ví dụ ghép nhạc. Đấy thì chúng ta đưa con tổng vào tất cả những cái này chúng ta có thích vào trong phần con đi ạ. Cho nó gọn nè. Đây chúng ta chỉ còn cái còn ghép nhạc này thôi và chúng ta sẽ đưa nhạc vào. Đấy, ví dụ nhạc ở đây thì tôi có hai cái nhạc đây, một là cái nhạc nền ạ. Cái nhạc nền thì nó sẽ chạy toàn bộ thằng này. Đấy, và đấy, đấy, ví dụ ở đây chuyển động chúng ta đến khoảng đây, ghi nhạc cho tôi ở cái khoảng này. Đấy, thì đến khoảng 20 giây thì nhạc nó sẽ biến mất và chúng ta sẽ cho cái con này còn khoảng 20 giây thôi. Ok.
Đấy, sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta tiếp tục cho tiếng động vào, ví dụ cái lúc mà cái ảnh nó thu nhỏ như này chẳng hạn, thì tôi muốn để tiếng gió vào đây. Tôi có âm thanh tiếng gió đấy, các bạn sổ nó ra. Đúng. Các bạn sẽ thấy tần số âm thanh nó khá là lớn, thì chúng ta có thể cho nó âm 10 cho nó nhỏ đi, và chúng ta đặt đấy. Bắt đầu lúc cái ảnh nó thu vào thì nó có tiếng gió như này. Ok, tiếp tục ảnh thu nhỏ này. Đấy, chúng ta Ctrl D lên, chúng ta đặt tiếp sang đây. Đấy, chúng ta lại Ctrl D, ta đặt tiếp sang đây. Đấy, và thì chúng ta sẽ review, chúng ta nghe thử và chúng ta sẽ căn chỉnh cái này cho nó khớp vào hình là được nhé. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ review xem thử. Đấy thì bài này chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Đấy, các bạn xem và làm bài. Đấy, chúc các bạn làm thành công. Các bạn nhớ subscribe kênh, ủng hộ trung tâm. Cảm ơn các bạn.